Dạ em cũng thích nuôi chó, em thích nuôi thú vật rồi. Nhưng mà hiện giờ em chỉ nuôi mèo thôi ạ. Tại thật ra con mèo đó là của chị em mang về từ nhà người khác để nuôi giùm ạ. À miễn cưỡng đó, lúc đầu em cũng ghét mèo lắm, em không thích mèo đâu. Em thích chó hơn, nhưng mà sau nuôi thì thấy nó cũng dễ thương cái thứ, xong rồi nó mới sinh 4 đứa nữa. Cho nên là nuôi lấy mèo con. Dạ dạ không, em nuôi 2 đứa thôi, còn 2 đứa, đứa còn lại cho chị em với đem cho người khác nữa. Dạ anh ta thích nuôi mèo. Ăn mỗi bữa thích chó lắm, mà hôm nay có bà chị cho mèo cho nên thích mèo luôn. Cho nên là em có bưng chó này qua là em của chị cũng đồng ý luôn nha. Hồi xưa là em thích nuôi chó hơn nuôi mèo. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn thì em có thể bế con chó của em qua nuôi chung với con mèo của anh được không? Được. Dễ thương quá à. Rồi lỡ thí dụ như hai đứa giao lưu với nhau không được hòa hợp lắm, nó mâu thuẫn nhau á. Hai bạn có mâu thuẫn với nhau luôn không? Con cún của em nó ngoan lắm. Nó không bao giờ mâu thuẫn với những cái loài động vật khác đâu. Nhưng mà con mèo bên đây nó cá tính lắm em ơi. Vậy thì để em về em thuần hóa lại. Trời ơi ghê không, thuần hóa luôn con mèo hả? Vậy thuần hóa luôn chủ nó không? Chủ là đến đó mà gặp em là tự ngoan luôn không cần thuần hóa. Tự ngoan luôn không cần thuần hóa. Trời ơi. Trời ơi, sống cãi đầu luôn kìa, đỏ mặt luôn rồi kìa. Sao có đỏ mặt? Thấy thương quá à. Thanh niên nheo nhẹo. Nếu mà chó mèo cãi nhau nhưng mà ba mẹ hòa hợp thì cũng vì con mà hòa hợp với nhau lại. Có ba mẹ đời gì hả? Mẹ thấy sao mẹ? Mẹ chịu không? Chắc cười là đúng. Dạ quá chịu luôn rồi. Quá chịu luôn quá rồi. Quá chịu luôn rồi. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.